bản quyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty cổ phần truyền thông Hòa Thủ. Tập 61. Vậy thì mẹ hãy nói đi, tại sao mẹ lại có mặt ở sự kiện đó? Tại sao mẹ kêu con và ba hãy rời khỏi đó? Không chỉ vậy Daniela, em còn hẹn gặp anh và Maga trước sự kiện nữa. Mẹ, nói cho con biết, mẹ có liên quan gì tới vụ nổ đó hay không? Mẹ chỉ muốn nói chuyện với con thôi. Chỉ có vậy mà con nghi ngờ mẹ được à? Mẹ nghĩ hai người đã bị Romina tẩy não rồi. Đi thôi, Maga. Daniela, tránh xa con ra. Em chỉ mang lại đau khổ cho anh và con thôi. Em thậm chí còn không nghĩ đến sự an toàn của con mình. Em nghĩ bọn anh vẫn sẽ tin em hả? Em đi về đi. Chúc ăn ngon miệng nha. Cảm ơn. Dạ cảm ơn. Cảm ơn cô. Cassie, con xin phép. Con gái. Mẹ, sao con không nghỉ ngơi đi, để đây mọi người lo cho. Mẹ, con không sao đâu. Con muốn ở đây với ba chia poi và tất cả mọi người. Con chưa mệt mà. Nhưng chị có chắc là chị muốn tổ chức tang lễ cho anh chia poi ở đây hay không? Vì đó là di nguyện của anh ấy. Muốn được ở bên những người mà anh ấy coi như là gia đình. Romina, xin chia buồn. Đây là một chút tấm lòng của mọi người. Xin cảm ơn dì. Đừng quá lo lắng. Nếu mệt quá thì về nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ lo cho. Cần giúp gì thì cứ nói với chúng tôi, vì chúng ta cũng giống như là gia đình của nhau mà. Tuy là lúc trước chị Boy không còn gia đình nữa, nhưng nó vẫn có những người hàng xóm. Con có nhớ lúc con còn nhỏ không? Chị Boy luôn bị những đứa trẻ khác trêu chọc, nhưng mà nó luôn luôn được con và Bonita đứng ra bảo vệ và an ủi. Và hai đứa đã trở thành gia đình của nó. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Con luôn biết là anh ấy là một người bạn tốt của tụi con, và điều đó sẽ luôn ở trong tim của tụi con, không bao giờ thay đổi. Mọi người cũng biết đó, cho đến giây phút cuối cùng. Đừng qua đây. Chị Boy. Chị Boy, đừng. Đừng. Đừng làm như vậy. Chị Boy. Chị Boy. Anh ấy vẫn lựa chọn bảo vệ tụi con mà. Có người mang quà đến kìa. Tôi xin được chia buồn cùng cô và gia đình Romina. Chúng tôi không cần cô đến chia buồn với chúng tôi đâu Daniela. Cho dù cô có thừa nhận hay là không, thì tất cả mọi người đều biết cô phải chịu trách nhiệm về cái chết của Chi Poi. Vậy nên mau rời đi đi. Tôi ở đây bởi vì tôi không có gì phải sợ hết. Lương tâm của tôi hoàn toàn trong sạch. Vậy còn cô? Cô dám nói là cô trong sạch không, Romina? Cô có thấy hài lòng với những thứ cô đã làm không? Chính cô đã phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Rồi bây giờ cô cướp mạng sống của người khác, người bạn thân của cô. Có chuyện gì xảy ra với con vậy? Maga đã kể cho ban nghe hết rồi. Chúng ta cần phải mau tới bệnh viện thôi. Ba, con không sao đâu. Con trai à, con có chắc không đó? Maga thì sao? Tụi con không sao mẹ. Maga đã đến tang lễ của Chi Boy rồi mẹ. Trời ơi, bây giờ là tới Chi Boy. Người đàn bà đó đúng là biết cách hủy hoại cuộc sống của người khác mà. Ba đã cảnh báo con rồi, đổi lại là con thì sao hả? Ba có thôi đi không vậy? Ba nghĩ là Romina muốn chuyện đó xảy ra sao? Cà lốt dù muốn hay không thì sự thật không thể thay đổi. Cô ta chính là nguyên nhân. Con không thấy bất cứ người nào gần gũi với cô ta thì luôn gặp nguy hiểm hả? Và con nghĩ là ba sẽ chấp nhận để con gặp phải những chuyện giống như họ hay sao? Đúng là một kẻ xấu đồ sao chổi. Cô im miệng đi. Sao chứ? Cô đang cảm thấy cắn rứt lương tâm bởi vì những gì tôi nói đều là đúng. Có phải cô thấy chột dạ rồi không? Cô không có nói dối tất cả mọi người ở đây đó chứ? Họ không biết cô chính là lý do Chi Boy chết hả? Đáng lẽ ra cô phải là người ở trong cái bình đó, Romina.
cô không được chào đón ở đây. Cô mau đi đi, trước khi tôi nhét những bông hoa bẩn thỉu đó vào miệng của cô đó. Dì ơi, con xin chia buồn cùng gia đình dì. Chúng ta đi thôi. Buông mẹ ra mà gặp. Đi thôi. Mẹ gây chuyện ở trong bệnh viện còn chưa đủ sao? Mau dừng lại đi, chúng ta về nhà thôi. Nếu mẹ chịu về, con có đi cùng mẹ không? Không. Sao mẹ có thể làm vậy với con chứ? Mẹ đang đe dọa con sao? Làm sao con có thể mong mẹ đối xử tốt với Romina trong khi con lại đối xử với mẹ như vậy chứ? Dì ấy đâu có liên quan gì đến vấn đề của chúng ta chứ. Mẹ chỉ muốn nói chuyện với con thôi Maga. Nha. Bà nói sai rồi, là Daniela chứ không phải Romina. Con đã quyết định để Maga tránh xa cô ta mãi mãi rồi. Carlos tránh xa Daniela thì cũng đâu có tác dụng gì đâu chứ. Con không thấy hai đứa nó đều là nguyên nhân của vấn đề hả? Con có chịu nghe lời ba hay không là tùy con thôi. Đúng là lì lợm. Con trai, thật sự ba con chỉ đang lo lắng cho con thôi. Mẹ biết ba của con vô lý, nhưng mà con cũng làm ba, nên mong con sẽ hiểu cho ba của con. Tôi xin lỗi vì những chuyện vừa xảy ra ở đây nha. Mọi người đã nghe tất cả những gì cô ta nói rồi Romina à. Nhưng mà con đừng lo lắng, mọi người đều hiểu rõ con không muốn điều đó xảy ra mà. Mọi người nói đúng đó mẹ. Và con chắc chắn nếu ba chị Boy còn sống thì ba chị Boy cũng sẽ nghĩ như vậy thôi. Chờ mẹ một chút. Alo. Bà Mondragon, có một số thông tin mới về cuộc điều tra. Một nghi phạm đã được bác sĩ cho xuất viện. Hắn đang được thẩm vấn, nhưng mà hắn không tiết lộ là hắn đang làm gì cho ai. Cảm ơn anh. Không có gì. Mẹ còn tưởng con không chịu về chứ. Bà đã biết chuyện con đang ở đây rồi mẹ. Nhưng không lâu lắm đâu, con sẽ rời đi ngay. Mẹ có chuyện gì muốn nói với con vậy? Mẹ chỉ muốn xin lỗi con và ba của con thôi. Mẹ rất muốn bù đắp cho con, nhưng mà Romina luôn cố gắng chia cách chúng ta. Không mẹ, những gì mẹ làm mới khiến chúng ta xa cách nhau hơn. Ba và con rời đi là bởi vì mẹ luôn nói dối ba và con, và mẹ luôn luôn che giấu hết lần này đến lần khác về tất cả mọi thứ. Con chỉ tha thứ cho mẹ khi nào mẹ nói sự thật với con thôi. Sao? Sao mẹ có thể tự bào chữa khi con không chịu mở lòng như vậy chứ? Con không hề lắng nghe mẹ, dù mẹ đã nói là mẹ vô tội, nhưng mà con vẫn một mực không chịu tin. Có thật sự là mẹ vô tội không mẹ? Lại là chuyện gì nữa đây? Thưa cô, chúng tôi có vài câu hỏi muốn hỏi cô về những gì đã xảy ra. Cô Bartolome, con gái cô đã nhìn thấy cô ở đó cùng với tên tội phạm đang bị truy nã là Hector Mangubat. Hai người đã làm gì trong sự kiện của Camila? Hector đâu rồi? Tôi đâu có biết chứ, cô đang nói ai vậy? Anh nghĩ hắn sẽ giúp anh thoát ra sao? Rồi anh sẽ thối rữa ở trong tù thôi, trong khi bọn chúng vẫn còn đang nhỡn nhờ ở ngoài kia kìa. Sao mày dám nhìn vợ tao vậy hả? Cô ta nhìn vợ tao trước mà. Sao? Muốn gì? Không đánh nhau hả? Anh có định nói không hả? Coi chừng đó. Hector đang ở đâu? Nếu anh không nói thì tôi sẽ làm cho anh đau hơn nữa. Được rồi, tôi sẽ nói cho cô biết Hector đang ở đâu. Tôi ở đó là do Romina. Bởi vì cô ta đang cố gắng đổi tên công ty của tôi. Cô ta đang phá hoại công sức của mẹ tôi. Nếu vậy là phạm pháp thì cứ kiện tôi đi. Cô có ác cảm với bà Mondragon nên cô muốn ngăn chặn bà ấy. Đó là cách giải thích duy nhất. Nhưng điều đó không đủ để tôi ném bom nơi đó như anh định nói đâu. Tôi cũng đâu có đủ sức làm chuyện đó chứ. Còn về phần Hector, tôi còn không biết anh ta ở đó nữa kìa. Xét cho cùng, tôi cũng đâu phải người duy nhất ghét Romina. Cảnh sát các anh đã hỏi nhân viên của Camila chưa vậy?
Tôi nghe nói có rất nhiều người trong đó đã rất phẫn nộ với cô ta sau sự cố nhà máy. Tôi trả lời câu hỏi của anh xong rồi. Còn giờ tôi sẽ không trả lời thêm câu nào từ anh nữa, trừ khi có lệnh và có mặt luật sư của tôi. Được rồi, chào cô. Cảm ơn vì đã dành thời gian. Rốt cuộc là mẹ định nói dối tới khi nào nữa đây? Mẹ nói toàn bộ sự thật ra đi. Nếu nhiều người đã bị thương, có cả những người vô tội nữa, thậm chí còn có người chết, vậy làm sao mẹ có thể ngủ ngon được vậy? Maga, nghe mẹ nói nè. Con vẫn đang làm điều đó đây mẹ à. Con đang cố gắng nghe và hiểu cho mẹ hết lần này đến lần khác. Và con hối hận vì mẹ chưa bao giờ thực sự thay đổi. Lẽ ra con không nên nghe mẹ điều gì hết. Mẹ làm tất cả những chuyện này là vì con mà. Không, mẹ làm những điều này vì bản thân mẹ mà thôi. Vậy nên từ bây giờ con sẽ không can thiệp vào nữa. Và mẹ cũng không cần lo lắng về con và ba nữa, đặc biệt là con. Ý của con là gì? Từ giờ trở đi, con không còn là con của mẹ nữa. Và con sẽ không bao giờ gọi cho mẹ nữa. Mẹ có thể tự do làm những gì mà mẹ muốn. Mau rút lại những câu nói đó đi. Con không thể cắt đứt quan hệ với mẹ. Con sẽ làm theo lời mẹ khi nào mẹ thú nhận toàn bộ sự thật. Mẹ à, hãy chấm dứt mối hận thù với dì Romina, vì sự yên bình của gia đình chúng ta đi. Mẹ đi mà, con cầu xin mẹ đó. Mẹ cần phải từ bỏ điều đó trước khi mọi thứ trở nên quá muộn. Trước khi con và ba không còn ở bên cạnh mẹ, đi mà. Không. Vậy thì chúng ta không còn gì để nói nữa. Không thể được. Mình không thể để mất con gái của mình. Đây là địa chỉ mà chúng tôi đã được cung cấp. Chúng tôi sẽ yêu cầu hỗ trợ nếu cần thiết. Cho tôi đi cùng với. Chuyện này rất nguy hiểm đó. Tôi rất muốn được đi theo để có thể chắc chắn là Hector sẽ bị bắt. Xin lỗi nha. Alo, con gái. Mẹ đang ở đâu vậy mẹ? Bây giờ mẹ đang ở đồn cảnh sát. Mẹ đang có việc cần phải giải quyết. Cần phải tìm lại công bằng cho cái chết của ba Chi Poi con à. Romina, em đang định làm gì vậy? Leon, em đã biết Hector bây giờ đang ở đâu rồi. Cảnh sát và em chuẩn bị tấn công nơi ẩn náu của hắn ta. Trong khi bọn chúng đang bận rộn lo đám tang, chúng ta sẽ bắt Cassie. Phải bắt sống. Được rồi. Tụi bay cần phải nhớ là để Romina lại cho tao. Tao sẽ tự tay với con khốn đó. Mau đi đi. Bên phía Romina sao rồi? Có tin gì mới không? Tốt hơn là anh mau nói tin tốt ra đi. Nếu không thì anh biết hậu quả sau rồi đó. Bạn ổn không Maga? Mình vừa nói chuyện với mẹ. Cảnh sát đã đến nhà mẹ để hỏi về vụ việc kia, nhưng mẹ mình cứ phủ nhận. Mình không nghĩ là mẹ mình sẽ chấp nhận thay đổi đâu. Maga, bạn còn nhớ những gì chúng ta đã từng nói không? Mọi chuyện cuối cùng sẽ kết thúc khi bác Hector bị bắt. Cảnh sát đã biết nơi bác ấy đang trốn. Mẹ mình và ba bạn đã đến chỗ đó để bắt bác ấy rồi. Mình nghĩ cuối cùng thì mọi thứ cũng sẽ sớm kết thúc thôi Maga. Cái gì? Xin lỗi. Xin lỗi nha. Ba. Alo Maga. Ba đang trên đường đến nơi ẩn náu của Hector sao? Ồ. Trời ơi ba. Ba cẩn thận đó. Ba cũng biết là Hector nguy hiểm như thế nào mà. Mọi thứ sẽ càng tệ hơn nếu hắn vẫn còn tự do. Nhưng ba có thể để cho cảnh sát giải quyết đi. Ba đâu cần phải tham gia cùng với họ đâu. Ba muốn chắc chắn. Nhưng mà ba. Maga, con hãy cứ để cho ba làm điều này. Dạ được. Nhưng làm ơn, ba phải cẩn thận đó. Maga, ba sẽ không sao đâu mà ha. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Con thương ba nhiều lắm. Ba cũng vậy.
Đây chính là nơi có khả năng Hector đang trốn. Sẽ tốt hơn nếu bà ở lại đây. Bên trong rất nguy hiểm. Nhưng mà sếp. Đừng. Nếu mang của bác thật sự ở đây sẽ rất nguy hiểm đó. Nào đi thôi. Bà đứng đây đi. Mau tìm chỗ trốn trước đã. Được rồi, cảm ơn nhiều. Chú Bernard, chú đang nói chuyện với ai vậy chú? Là cảnh sát thôi. Bác muốn hỏi cảnh sát là có thêm tin tức gì liên quan tới vụ nổ hay không, và họ đã bắt được Hector chưa? Nhưng mà rất tiếc vẫn chưa có manh mối. Chú Bernard à, con cảm ơn chú rất nhiều về sự giúp đỡ của chú. Không có gì Cassie à, đây là chuyện nhỏ mà chú nên làm thôi. Dù sao thì chú cũng nợ ba con rất nhiều, và chắc chắn là ba của con cũng muốn chú bảo vệ và chăm sóc cho con. Con và Romina giống như là gia đình của chú mà. Còn chị Daniela thì sao? Nếu như vì con cần chú giúp đỡ, miễn là chuyện đó không làm hại người khác thì chú luôn luôn sẵn sàng giúp. Chúng tôi cần cứu trợ. Mangubat đang trốn thoát. Không ai được nổ xuống. Tất cả mà bỏ súng xuống. Bỏ súng xuống. Hãy bình tĩnh. Đây là mệnh lệnh. Cũng đi đâu? Bỏ trốn đi. Không biết bây giờ mẹ mình sao rồi nữa. Mình cũng không thể liên lạc với ba. Hy vọng là họ vẫn ổn. Hy vọng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc. Nè, hai bạn, mình chắc chắn là họ có thể làm mọi thứ để bắt được bác Hector mà. Với lại là có cảnh sát đi cùng họ nữa mà. Bạn nói đúng, nhưng mà... Maga, việc chúng ta có thể làm là tin tưởng họ. Romina, mày thật sự nghĩ là mày có thể sống sót mà ra khỏi đây hả? Đi chết đi Romina. 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 Hector đâu rồi? Phải bắt Hector. Romina. Romina. Anh cản cô ấy lại. Ở đây có tôi lo. Đừng đang sợ. Hắn chạy đâu mất rồi? Là xe của Hector.
mày mau đầu hàng đi. Cà lốt, hét to. Hét to, cứu mình nè. Chị Bonita, chị ổn không? Hay là em lấy gì cho chị uống chút nha? Uống gì lúc đó chị có thể cứu được anh Chiboy. Xin lỗi về tất cả mọi thứ đi. Thôi mà chị Bonita, chuyện này đâu phải lỗi của chị đâu. Daniela mới là người đứng sau tất cả chuyện này, vậy nên đừng tự trách nữa có được không? Chị cần phải mạnh mẽ lên chị à. Em biết rất là khó khăn, nhưng mà chúng ta phải mạnh mẽ để mà vượt qua. Hãy vì chính bản thân của chị và vì tất cả mọi người. Không cả lốt, em không thể kéo anh vào chuyện này được. Con xuống xe đi. Cô ạ. Nè, cô kia, xuống xe. Cô không sao chứ? Xuống xe đi. Anh lái xe không hả? Mình tỉnh lại. Ủa, nó đụng trúng người rồi. Tai nạn thôi mà. Thời gian tử vong là 11 giờ đêm. Không. Không, 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 không. Không, không. Mình phải đi cứu Carlos. Mình không thể mất anh ấy. Alo anh. Mày đi kết liễu rồi Mina. Cô ta đang ở đường A Túc. Được rồi, tới đường A Túc. Mau lên. Alo sếp, chúng tôi vừa nhìn thấy Hector ở trên đường A Tốt. Chúng tôi cần được viện trợ ngay lập tức. Cần lúc rồi chúng ta mau đuổi theo Hector đi. Romina, Romina, cô đi đi. Không đâu, cô chạy tôi đi. Không thể bỏ anh lại được. Không, Romina, chạy đi. Cô phải rời khỏi đây. Hãy tự cứu bản thân mình đi, nhanh lên. Carlos, anh phải cố gắng lên. Tôi sẽ gọi cho xe cứu thương đến đây ngay lập tức mà. Cứu với. Romina, cô đi đi. Cô không thể ở không đây được, với tôi được nữa đâu. Đi tìm Hector đi. Carlos, tôi sẽ không rời khỏi chỗ này nếu như không có anh. Anh hãy cố lên đi. Maga đang đợi anh về đó. Hãy chăm sóc Maga giúp tôi nha. Tôi thương Maga rất nhiều. Carlos. Dạ, cô hãy nói với nó là tôi xin lỗi vì không thể làm một người cha tốt, nhưng tôi đã rất cố gắng rồi. Romina, hãy hứa với tôi là hãy chăm sóc Maga giúp tôi. Carlos ơi, con bé và Daniela không hợp nhau, cho nên tôi mới giao phó nó cho cô. Carlos, anh tự đi mà nói với con bé những điều đó. Đừng có bỏ Maga lại mà Carlos. Anh phải sống mới được. Con bé rất cần có anh. Xe cấp cứu đang trên đường đến rồi. Anh cố gắng được một chút nữa thôi Carlos. Cố lên đi mà. Giúp.
Làm ơn đừng mà, làm ơn. Hãy nghĩ tới Maga và gia đình của anh đi. Cả lỗi rồi. Carlos, tránh xa chồng của tôi ra mau. Daniela, Romina không làm sai gì hết. Em đừng có trút giận lên người cô ấy nữa. Carlos, anh đừng có nói nữa. Anh giữ sức khỏe đi. Cảnh sát và xe cứu thương đang đến. Họ đang trên đường đến rồi anh à. Vậy nên anh giữ sức khỏe. Đừng nói nữa. Chắc là anh không chờ được rồi. Đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Đừng có nói như vậy nữa. Anh sẽ vượt qua được mà. Anh chắc chắn có thể vượt qua mà. Và chúng ta sẽ tiếp tục là một gia đình với nhau. Daniela, anh biết anh đã từng nói với em rất nhiều lần là gia đình chúng ta sẽ không thể trọn vẹn thêm được nữa. Nhưng mà sâu trong trái tim anh, anh vẫn mong một ngày nào đó toàn bộ gia đình chúng ta sẽ lại được sống hạnh phúc bên nhau như lúc trước. Em cũng muốn điều đó, Carlos. Em rất muốn điều đó. Em rất 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 muốn như vậy. Anh làm ơn đừng, đừng có chết mà. Anh đừng có chết mà, nghe không? Anh đừng mở em, làm ơn đi. Chúng ta vẫn có thể làm được điều đó mà. Vậy nên đừng bỏ cuộc nha anh. Nhưng bây giờ điều đó đừng mà giống như là một giấc mơ vậy. Vì em luôn để cho sự tức giận kiểm soát mình. Em có biết là bây giờ anh ước gì không? Anh ước là Maga sẽ không giống như em. Anh hãy giữ gìn sức khỏe đi. Giúp giới. Giúp giới. Anh yêu em lắm. Nhưng anh mong em có thể học được cách tha thứ. Không. Vĩnh biệt. Vĩnh biệt. Không. Sao con lại ở đây? Con có sao không? Ba con đâu rồi? Dạ, lúc nãy con đã tới đám tang của bác Chiboy. Con đã ở đó với ba, nhưng mà ba con đã bỏ đi rồi. Ba con đã bỏ đi đâu rồi không biết. Ba của con đã đến gặp dì Romina. Đúng là lì lợm. Bây giờ họ đã biết chỗ của bác Hector đang lẩn trốn rồi. Con biết ba con đang làm điều đúng đắn, nhưng mà con vẫn có một cảm giác bất an ở trong lòng con. Chúng ta đều biết bác Hector nguy hiểm như thế nào. Nhưng mà tại sao mẹ con lại hợp tác với bác Hector làm cái gì chứ? Bác ấy đâu có gì ngoài gây rắc rối đâu. Con cũng nên quên mẹ của con đi. Ông và ba của con đã nói rồi. Ba của con muốn con tránh xa mẹ của con đó. Ba muốn con tránh xa mẹ con sao? Đúng vậy. Mẹ của con lúc nào cũng gây rắc rối. Đây là cách tốt nhất để con có thể an toàn. Maga, ba con rất thương con và lo cho tương lai của con. Ba con thương con rất nhiều. Và tất nhiên là ông nội Kulat cũng rất thương con. Con cảm ơn ông nội Kulat rất nhiều. Con và ba sẽ luôn ở bên nhau. Dù trước đây con và ba có nhiều cái không hợp nhau. Chúng ta là một gia đình mà. Cho nên chúng ta sẽ luôn ở đây vì nhau.
phải chết như vậy đâu. Em nhất định sẽ đòi lại công bằng xứng đáng cho anh. Kẻ gây ra chuyện này phải trả giá. Mày, chính mày đã gây ra mọi chuyện. Nhìn những gì mà mày đã làm với chồng của tao đi. Mày đã giết chết chồng của tao rồi. Tôi sao? Đúng là đổ lỗi cho người khác thì sẽ dễ dàng hơn là thừa nhận tội lỗi của bản thân mình. Làm sao mày biết được tụi tao đang ở đâu nhanh vậy? Làm sao mày biết chuyện của tụi tao sẽ tấn công mày vào chỗ của Hector? Là bởi vì hai người là một phe. Nhìn những gì đã xảy ra đi. Mày luôn đổ lỗi cho tao về tất cả mọi thứ mà mày đã làm. Tất cả những người thân yêu ở xung quanh tao đều phải chết vì mày hết, Romina. Ba tao, rồi cả lớn. Mày giống như là thuốc độc vậy. Mạng sống của họ đều nằm trong tay mày. Dừng lại đi. Sao con người của mày có thể giấu lấy tâm như vậy được hả Romina? Vậy mà mày còn dám đến đây để xem xác của chồng tao bỏ lại ra đi. Mày không hối hận sao? Anh ấy đã chết vì mày đó. Nếu không cứu mày thì chồng tao vẫn còn sống. Anh ấy chết là do lỗi của mày. Đủ rồi. Đến bây giờ mày vẫn còn cố gắng biện minh là tất cả những việc này xảy ra không phải là lỗi do mày hay sao? Daniela, nếu mày giúp tụi tao tìm ra Hector và tống hắn vào tù thì chuyện này đã không xảy ra rồi. Và hôm nay Carlos cũng sẽ không phải chết. Vậy nên người có lỗi cho cái chết của Carlos ở đây chính là mày đó. Daniela, nếu mày chịu lắng nghe lương tâm của mày và làm những việc đúng đắn thì Carlos cũng sẽ không nằm ở đây rồi. Romina, trong sâu thẳm mày biết ai là hung thủ đã giết Carlos mà. Người đó đâu phải tao. Daniela, làm ơn đi. Tao khuyên mày không nên tiếp tục nghĩ là mày và Hector có thể hợp tác được với nhau. Thực tế là hắn đã làm vậy với chồng mày. Điều đó có nghĩa là hắn cũng có thể làm như vậy với mày đó. Mọi người có cần tôi giúp mọi người chăm sóc cà lốt nhí khi Daniela không có ở đây không? Tôi có mang ít thức ăn đến cho mọi người. Dạ con nè. Cảm ơn. Dạ xin mời dì ngồi. Được rồi. Còn cà lốt đâu rồi? Không có ở đây. Sao vậy? Con đã gọi cho ba nhiều lần nhưng mà ba của con không bắt máy. Con cũng đã gọi thử cho dì Romina rất nhiều lần rồi nhưng con cũng không thể liên lạc được với dì ấy luôn. Alo. Bác Colas à? Romina. Là về Carlos. Sao vậy? Carlos có chuyện gì?